Cơn sốt hình hương vị tình thân cũng đã dần lắng xuống khi phim kết thúc được thời gian, nhưng cô Giúp Việc Sâm vẫn để lại ấn tượng cho khán giả, dù chỉ là vai phụ bởi tính cách bộc trực, không ngại đốt chát với bà chủ Xuân. Vai diễn này do nữ diễn viên Đặng Minh Cúc đảm nhận. Đặng Minh Cúc là nữ diễn viên sinh năm 1986 nổi tiếng của sân khấu kịch khu vực phía Bắc và làng phim truyền hình Việt Nam. Cho đến nay, cô đã tham gia hoạt động nghệ thuật được gần 15 năm, khiến người xem ấn tượng qua nhiều vai diễn ở cả sân khấu kịch lẫn làng phim truyền hình. Với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng cùng ước mơ được trở thành một diễn viên nổi tiếng, năm 2004, sau khi hoàn thành chương trình học trung học phổ thông, Minh Cúc quyết định thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội khoa sân khấu điện ảnh. Đến năm 2007, cô tốt nghiệp và được nhận làm việc tại đoàn kịch nhà hát tuổi trẻ và công tác đến năm 2013 thì chính thức được biên chế. Trong suốt thời gian công tác tại nhà hát tuổi trẻ, nữ diễn viên này được làm việc với rất nhiều các đàn anh đàn chị có dày dặn kinh nghiệm diễn xuất, được ví như những cây đa, cây đề của làng sân khấu kịch phía Bắc như nghệ sĩ nhân dân Anh Tú, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ ưu tú Minh Hằng, nghệ sĩ ưu tú Đức Khuê, Nguyệt Hằng, Bá Anh, cùng các nghệ sĩ khác. Cô từng nhận giải bạc liên hoan sân khấu hình tượng người chiến sĩ công an. Năm 2008, Đặng Minh Cúc lấn sân sang mảng phim truyền hình với vai diễn đầu tay Yến Phương trong phim Con đường hạnh phúc của đạo diễn Bùi Huy Thuần và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình và chỉ hoạt động sân khấu. Đến năm 2019, Minh Cúc quay trở lại với vai sinh trong Về Nhà Đi Con của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Nữ diễn viên hóa thân vào nhân vật ăn chơi, chợ búa, đưa Khải vào con đường cờ bạc dẫn đến tan hoang cửa nhà. Đây cũng là vai phản diện cực ghét trong bộ phim truyền hình quốc dân này. Với vai Sâm trong bom tấn truyền hình Hương Vị Tình Thân một lần nữa đánh dấu bước ngoặt của Minh Cúc trong mảng phim truyền hình. Mặc dù chỉ là vai phụ, những nhân vật này mang đến cho khán giả những phút giây giải trí vui vẻ bên cạnh những tình tiết căng thẳng, gay cấn của bộ phim. Con đường sự nghiệp là vậy nhưng lại gặp nhiều trắc trở, lận đận đường tình duyên. Đặng Minh Cúc kết hôn năm 2010, hơn một năm sau cô sinh con gái đầu lòng, chuyện xảy ra ngoài ý muốn khi cô công chúa bé bỏng này bị bại não. Đây cũng chính là lý do cô gác hết việc làm phim lại để chăm lo cho con trong khi tên tuổi của Minh Cúc đang được nhiều người biết đến. Cùng với nhiều lý do khác khiến cho cuộc hôn nhân của vợ chồng Minh Cúc tan rã, cô đã quyết định ly hôn năm 2015 và dọn về nhà mẹ đẻ. Nữ diễn viên sinh năm 1986 là một người vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Minh Cúc luôn chủ động trong mọi việc, chính con gái, gia đình và vì bản thân nên cô đã bình tĩnh vượt qua tất cả.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.